hạt nêm Chinsu ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Xin được cảm ơn vũ đoàn, bước nhảy.
sợ luôn á, chưa có một cái mascot nào mà tới vòng này rồi mà ban của mẫu vẫn chưa đoán ra được. Dân ca Bắc Bộ hay Nam Bộ anh? Nam Bộ luôn mới ghê. Mà chơi opera luôn. Nhạc nước ngoài, rồi bây giờ là pop ballad. Thực sự ai là người đứng sau gương mặt này mà ở mỗi dòng là mỗi màu sắc khác nhau, rất hoang mang. Hôm nay hai câu đầu hát rất giống Hương Tràm, câu thứ 3, 4 trở đi hát rất giống Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi, chính xác. Nãy giờ Phúc với em cứ cãi nhau. Phúc khẳng định là chị Hồ Quỳnh Hương, em cũng bị lung lay. Nhưng mà sau đó khi mà lên nốt cao thì trên đây không phải chị Hương. No, tại vì Osen thì em cũng đã có viết cái giấy để gửi cho ban tổ chức rồi. Thì thực ra em vẫn sẽ giữ quan điểm đó của mình. Và đến ngày hôm nay thì những cái nốt feel và những cái chữ bình yên, những cái luyến nữa, nó là một cái gì rất đặc trưng của người mà em ghi tên ở vòng trước. Tôi nói thật, lại nói nữa, vừa hát được ngần ấy thể loại mà cái nào làm cũng tốt. Việt Nam có mấy người? Thôi anh biết luôn rồi hả? Biết chứ. Làm sao anh không biết được? Trước sau như một, kể cả dòng này vẫn nghĩ đáp án đó. Dòng một anh sai rồi. Là vì dòng một bạn này cố tình hát cái giọng bẹt. Nhưng mà bắt đầu từ vòng 2, vòng 3 trở đi là anh biết rồi. Và chỉ có người đó thôi. Người gì anh? À, em nói là em rảnh lắm mà, em nghiên cứu từ Đông sang Tây mà. Mò một cái tên thử xem. Không có một cái tên nào trong đầu em hết anh ạ. Làm khó được Tú luôn hả? Khó thực sự. Nếu như mà nghe như anh Thành nói là hát rất nhiều thể loại như vậy mà nói giọng chưa chắc là phải là người Bắc. Đôi khi người ta hát miền Nam nói được cả giọng Nam nữa thì sao? Làm được hết. Người này và Tí Nâu là hai người đang chạy marathon về đa màu sắc. Bây giờ là tôi cũng biết là hai cái người này đấu gì với nhau, nên là đấu xem là vòng sau là ai làm lạ hơn. Cái gì cũng làm được hai con người này. Từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc. Dã man. Nhưng mà nãy giờ trước thắc mắc là sự lựa chọn bài hát của Osen trong vòng này. Mời Osen ạ. Cái bài này nó cũng liên quan đến cái mối tình của mình. Thế thì Osen cũng giảm trải cái tâm tình của mình vào cái nhạc phẩm vừa rồi. Đấy, thế mọi người muốn nghĩ gì nghĩ. Thế thôi, tình mà. Tình là tình nhiều khi không mà có. Em có được quyền ghi một cái tờ giấy danh dự được không? Tại vì ngồi đây 5-6 vòng rồi mà không có được một cái tên thì nó mất mặt với lại. Đầu tiên là đến giờ là vẫn chưa có đáp án à? Em chưa, tới bây giờ em mới dám gọi là cho xin phép ghi một tờ giấy danh dự còn sót lại của em đó. Bây giờ lấy chút danh dự còn sót lại đặt cược chúng tôi tiếp. Chứ bữa hứa câu hứa kỳ nặng quá. Thiệt luôn á, em lập một cái lời thề tới mức coi chương trình xong là anh quản lý em sợ luôn mà. Lý kêu là không cho Tiên đi tham gia game show. Quản lý lo, tại vì Tiên mà nó có xa bẫy thì quản lý không còn sống nổi nữa. Hết lương. Chắc chưa? Rồi. Đây danh dự còn sót lại cuối cùng nha Tiên nha. Danh dự lắm luôn á. Tại rồi. Vì dòng thứ 5, thứ 6 mà không nghe được thì thôi bó tay tóc Tiên rồi. Sen ơi, thế trong tất cả những thể loại mà Sen hát thì Osen thích thể loại nào nhất? Thể loại mà Osen thích nhất chưa được thể hiện. Tức là rock à? Eo ơi, sao O này nhiều màu thế? Là phải vào vòng sau để nghe mà đấy. Mà nói như thế có phải là mở đường cho chúng ta đưa O vào trong để O được hát cho mọi người nghe không chứ lị? Hợp. Anh Thành nói chính xác quá. Nỗi sợ nhất của em. Ôi giời ơi, tôi đây còn lạ gì O? Nhớ là ngày trước ấy, anh Thành có hỏi câu này rồi. Có bảo là thế vào vòng trong có gì lạ không? Thế em đã nói dối anh chưa? Rồi, tôi biết rồi, tôi biết O tài năng rồi, tài năng rồi. Bây giờ thế này này, dù O là ai thì O cũng là một người rất là đáng bái phục đấy. Thật sự, một nhân vật hiếm hoi có thể làm tốt mọi thể loại. O với tôi là một người vô cùng tài năng, từ trước giờ vẫn vậy. Chưa bao giờ tôi thay đổi điều này trong lòng mình. Mà đúng là The Masked Singer về Việt Nam đúng cái lúc này để cho O của tôi được làm mọi điều mà O muốn. Thật sự luôn. Đây là một viên ngọc quý trong bụng. Quá giỏi. Em vừa quay sang hỏi chị Tiên rằng là Osen đã có chồng hay chưa? Chị Tiên bảo có rồi. Nhưng mà Osen trả lời cũng rất là lấp lửng, rất là nước đôi. Thế bây giờ có thể hỏi lại được không ạ? Nhưng mà quan trọng là Sen muốn trả lời hay không đây nè. Sen muốn trả lời câu hỏi của Đức Phúc không ạ? Thì cũng giống như câu trả lời của Tú thôi. Em lại tập 2 ạ. Một câu duy nhất. Cho em hỏi này đi anh Bắp. Sao? Osen đã từng hát nhạc phim chưa? Phim truyền hình. Dạ, câu này hay. Có rồi ạ.
chạy đi đâu được nữa chị O ơi, chị O. Tú ghi luôn tên Tú. Không được anh ạ. Đừng ghi nữa. Sao mà tỏ ra mạnh thế mà không ghi được cái tên à? Cho hỏi câu nữa được không? Câu nữa cứ hỏi. Có phải là O Sen đã hát nhạc phim truyền hình miền Bắc không ạ? Hay là O Thu không biết của miền Nam hay miền Bắc sản xuất? Tóm lại là bảo thu nhạc phim thế thôi, biết ngang đấy. Không biết là người ta đóng ở Bắc hay Trung hay Nam hay là nước ngoài, chẳng biết luôn ạ. O ơi là O. Phim chiếu VTV, HTV thì O trả lời một cái là xong rồi. Thật sự em bây giờ phát dầu cũng chưa biết hát cho phim gì thế. Ủa, có nữa hả? Chứ gì nữa. Đúng rồi đấy, thật luôn. Bỏ tiền vào túi là không còn biết cái gì đằng sau. Là ở đâu lúc đó là đang định là phát cho miền Bắc mà thấy bài hợp miền Nam mới đưa miền Nam làm sao? Chứ gì nữa. Đó. Khó nhờ. Em à, có hiểu không? Em hiểu đấy. Không, thật ra thì O làm vậy là cũng đúng. Đúng mà. Đúng, đúng đi. Em sai. Tiếp theo sẽ là một manh mối cuối cùng. Xin mời về diễu đàn ạ. Trúng gió hay gì vậy? Sợ nha. Trời. Nỗi sợ cuối cùng của O Sen rất thiết thực. Bạn cố nhớ. Sợ lật mặt. Có cái chữ nhỏ nhỏ mọi người thấy là chữ gì không ạ? Không Bali. Không Bali là gì ạ? Bali là please đấy. Nói chuyện thân thiết với nhau là anh Thành hay sử dụng cái Bali này? Tức là phải là một cái người nào đó biết. Mà quan trọng là anh có dùng Bali ở trên fanpage hay là trên YouTube không? Vô tình đu trend thôi, không liên quan gì đến anh đâu. À. Nhưng mà O giải thích một tí vì sao O lại ngại ban cố vấn ạ? Ban cố vấn ai cũng khắc xảo hết cho nên là đấu trí hại não lắm. O sợ bị lộ lắm. Thì cái hành trình của mình nó chưa có trọn vẹn bởi vì mọi người chưa hiểu hết về O ấy. Thế thì cái ngày lật mặt nạ thì đằng nào chẳng lật đúng không ạ? O nói nhỏ thôi chứ tất cả ai cũng sợ lật mặt hết. O quá khéo. O gửi thông điệp đến vũ trụ là đừng lật mặt tôi. Loại. Thì để nghe lời O đó, O còn một con bài sở trường chưa được bung ra. Nên O đang gửi thông điệp đến cho ban cố vấn cũng như khán giả. Nếu yêu mến hãy bình chọn cho O. Còn bây giờ hát cũng mệt rồi đúng không O? Đúng rồi ạ. Phải vô nghỉ ngơi thôi. Nào hậu vệ ơi, thỉnh O vào ngự hoa viên. Xin mời.